You see, he follows his mama now. His second mama. Good morning, everyone. Thank you for participating in our month-end Great Compassion Repentance. Cảm ơn quý vị đã tham gia cái khóa đại bi sám cuối tháng của chúng ta. We apologize if we mess up a little bit during the ceremonies. Nếu mà làm lễ nó hơi lộn xộn một tí. I noticed, for example, Master Xianqi's voice, pitch changed at least 5 different times. Thầy Hiền Giới, thầy lúc mà tụng với Đại Bi Sám đổi cái giọng. You know why? We've been very tired. We've been burning the midnight oil, working. Tại vì chúng tôi dạo này làm việc hơi mệt một tí. We're trying to do a lot remodeling on the new church. Chúng tôi đang cố gắng làm việc tiếp tục sửa cái nhà thờ mới. It's such a huge building that there's so much work. It's endless work. Nhiều chuyện dễ sợ lắm. Okay, we're not used to this kind of facility. Chúng tôi không quen những cái chùa lớn như vậy. We're so used to hiding in our little corner here at Blue Mountain Temple. Trước 10 năm trước, chúng ta chỉ ở cái chùa nhỏ nhỏ này, rất là thoải mái, ấm cúng. It's very small, very comfortable here. And now we found something that's so vast that is quite a big learning curve for us. Vì nó lớn quá, thành chúng tôi phải học hỏi nhiều lắm. And all of our left home people are really swamped. Và càng mấy thầy mấy cô rất là bận rộn. I feel so bad for them. Thấy tội nghiệp dễ sợ. You know, it seems like the more people we are coming to our assembly, to our sangha, the busier we become. Càng nhiều người tăng gia nhập cái tăng đoàn thì càng nhiều chuyện phải làm. It's because we have a backlog of projects we want to do. Tại vì có nhiều chuyện tôi muốn làm. There's so much that we need to do to help make Mahayana take root and prosper in this country and throughout the world. Thực ra muốn cái công tác chúng ta đó là muốn hoàng dương Phật pháp ở xứ Mỹ này cũng giống ở khắp toàn thế giới. Thành ra nó nhiều chuyện phải làm. It's so many things to do. So it takes a lot of preparation. Cần rất nhiều thời giờ để chuẩn bị. I'm very pleased with how our sangha has been training and been making progress. Thì rất là vui mừng khi thấy mấy cô tiến bộ. Đều. They've been progressing steadily, especially very fast the last 2 years. Nhất là 2 năm vừa qua đó, họ tiến bộ rất là lớn. And I'm very pleased with that. Thầy rất là mừng cái chuyện đó. The reason they make progress is because lý do họ tiến bộ. Why do you think they make progress so quickly? Không biết tại sao, cái mình nghĩ tại sao họ tiến bộ lẹ như vậy. Huh? Why? No one has any idea? Không biết hả? It's because they go out their way. They went all out.
to work, believe it or not. Tại vì mấy thầy mấy cô đó tận lực mà làm việc. You go to Hinayana Temple, you find that these people sit and meditate. Khi vị tới một cái chùa mà nghiêng thủy đó, người ta ngồi, người ta thiền. If they are working hard, they look at it as meditation. Họ thường thường họ tu hành bằng cách họ ngồi thiền. For us in Mahayana, we work our butts off. Đại thừa chúng tôi làm việc cực kỳ sợ lắm. And you know, as I said, the last week or so, we really work so hard because many of us work 12-hour, 16-hour days, day after day after day, in order to make sure that the remodeling goes smoothly. Có nhiều chuyện mà cần làm cho xong để mà cái chuyện sửa chữa cái nhà thờ nó được hoàn tất. And so for us Mahayana, shockingly, most people don't realize is that we work very very hard. We are workaholics. Thành cái đại thừa mình lạ lắm, tu cái vị không ai ngờ chuyện đó đâu, là làm việc tu hành chúng tôi đó rất rất là làm việc rất rất là cực khổ. And that's why we all tend to be tired. Chàng cuối tuần này chúng tôi hơi mệt mỏi một tí. That's why we make mistakes during our ceremonies. Nhiều khi làm lễ nó hơi trật một tí. So we want to repent and reform on that. Chúng tôi thầy muốn thay mặt tăng đoàn xin sám hối cùng quý vị. Okay. And the other reason is cái lý do thứ nhì mà họ tiến bộ rất là lẹ. You know why? It's another secret. Có cái bí mật thứ nhì nữa. Mì. À, sống mì. The secret. You want to find out, you ask the people who left already. Cái bí mật, cái gì muốn biết cái bí mật đó đó, hỏi những người mà đã rời cái tăng đoàn rồi. They're gonna tell you that they can't take master's yelling. họ nói là thầy là quá đi, nên nó chịu không nổi. Not funny, huh? Not funny to them, I guess. Funny to me, but it's not funny to them. Thầy thấy buồn cười, mà họ thì không thấy buồn cười. Because it's our true to our Chan lineage. Là mình thấy là quý dạng Chan lineage đó là trong cái dòng quê ngưỡng chúng ta đó. Okay, it's chữ chữ rẫn xin, trực chỉ nhân tâm. The yelling is to point out to them their what's wrong in their mind. Mình mắng nhiếc học trò đó để cho nó thấy được là cái sai lầm của nó trong tâm nó là cái gì. Okay. See, lay people, we don't dare yell at you. Người tại gia chúng tôi cũng nhắm mắng nhiếc quý vị. Okay. Because it's hard enough you come here. You take the time to come here. Cái vị tới đây là chúng tôi mừng lắm rồi. But for left-home people, they're very, very tough. They work very hard, and they get yelled at all the time without any obvious reasons. Người xuất gia thì làm việc cực dễ sợ, mệt hết xong rồi, làm hết sức rồi, vẫn bị mắng như thường. They still get yelled at, no matter how hard they work. How well they do, they still get yelled at. Làm việc cực khổ cũng bị mắng nhiếc, làm việc giỏi cũng bị mắng nhiếc, làm việc dở cũng bị mắng nhiếc. Therefore, you know, since they get yelled at, no matter what, whether they do good, well, or good or bad, it's confusing, and that's why some of them can't take it. Nhiều khi làm đúng cũng bị mắng, làm sai cũng bị mắng. Tại này khi họ không hiểu tại sao thì cứ mắng hoài vậy. And maybe because I'm getting too old and becoming more cranky. Yeah. Chắc một phần là tại vì thấy càng ngày càng già mà càng đuối sức, thành ra càng ngày đụng cái gắt gỏng hơn nhiều. Xin nẹt, phải không thầy Hiền đi?
Già mình có xin đẹp hơn không? I'm asking Master Xin too. Is you agree with that? You feel when you're older and you run out of energy, strength, do you become, you lose your temper more easily or not? So, hi Tex. Hi. Look better? Feel better? No. No? Oh. But your body a little bit more flexible this weekend than last weekend. Amazing. I can tell right away. Okay. In the last week you came very stiff. Well, you can tell, because I can't. Anyway, so I'm very grateful for your coming to the temple. Cuối cùng thầy muốn rất cảm ơn cái vị tới cái chùa này. It takes the whole village to be able to cultivate together. Okay, cái làng chúng nhà nhỏ này tu chung với nhau. And it shows the results is that I love it when I see the results. Thầy thấy cái kết quả nó rõ ràng dễ sợ. I see children coming here and they feel so easygoing, so free, and so so embraced. And thấy cái rõ ràng kết quả là con nít nó tới cái chùa mình nó rất là thoải mái. We condone them, we tolerate them. Người lớn rất là kiên nhẫn tụi nó, đã chấp nhận tụi nó. And that's why you see these kids moving freely and doing whatever they wish to do without any hindrance, without feeling threatened or judged. Thành là con nít đó, nó phá, như có cái thằng này nó phá dễ sợ lắm. Là tại vì nó không sợ gì hết đó, nó không ai ăn hiếp, cảm thấy nó uy hiếp nó. Okay, especially there's a boy who is really misbehaving because he feels that no one is judging him. So that's what cultivation is about. It shows because you cultivate, the more we cultivate, and the more wisdom that unfolds, that you unfold, you become more tolerant, more all-embracing. Tại vì cái vị tu mà đi đúng đường đó, thì tự động không phải cơ riêng cơ thể càng ngày nó càng khỏe hơn, mà cái tâm quý vị nó càng khỏe hơn nữa, càng ngày càng kiên nhẫn hơn, càng bao dung hơn. All right? So we have so many dharmas that we add more and more dharmas to help your cultivation become more well-rounded. Và càng ngày chúng tôi sẽ làm thêm mấy cái pháp nữa để cho càng ngày cái cách tu hành chúng ta nó có hiểu hơn bằng cách tại vì nó có đầy đủ cái phương pháp tu hơn. Repent is one very important dharmas. Cái phương pháp sám hối này rất rất là quan trọng. Okay. So thank you all for coming. Let's take a break and come back in 5-10 minutes to do the lunch offering. Thành cảm ơn quý vị đã tham dự. Chúng ta nghỉ 5-10 phút xong trở về lại đây cúng ngọt. And this is a five color thread with the hands and eyes, a boy we use to tie up misbehaving boys. Còn cái dây màu ngũ sắc này á, cái thủ nhãn mình á, làm dùng nó mình cột những cái đứa nó lộn xộn, những nít nó lộn xộn, cột lại. Okay. Lasso it. Ah.